quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Hải Minh và chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một máy thiết bị mới, đó là máy từ trường siêu dẫn. Thì phụ kiện đi kèm theo máy bao gồm là một máy chính, màn hình gắn vào thân máy, màn hình cảm ứng, tay đỡ, đầu phát, một phụ kiện để lắp đặt, hai ống dẫn nước, một phễu, có dây nguồn. Thì trước hết giá đỡ là chúng ta sẽ gắn vào máy. Thì ở đây tôi đã gắn sẵn rồi, gắn vào máy. Đây chúng ta sẽ dùng phụ kiện đi kèm theo máy. Khi lắp đặt thì mình sẽ gắn vào. Trên này là có các khớp để điều chỉnh. Khi mình muốn điều chỉnh tay cầm giá đỡ đây thì mình sẽ vặn rồi điều chỉnh này về phía bên trái một chiếc kim đồng hồ, thì ta có thể điều chỉnh được tất cả các khớp. Rồi cố định lại thì chúng ta sẽ vặn chặt. Chúng ta sẽ gắn đầu phát vào vào máy bằng cách nới lỏng giá đỡ, gắn đầu phát. Thì đây là vị trí gắn đúng rồi, mình không nên gắn ngược. Chúng ta sẽ vặn chặt. Bắt chặt tay. Điều chỉnh giá đỡ và đúng xoay này là ta có thể điều chỉnh đến các vị trí cần điều trị, ví dụ lưng, cổ hay là đầu gối. Nếu làm mát vào máy thì chúng ta sẽ gắn phễu vào ống dẫn. Trên này có ghi nét nước vào, đây là ống chống tràn và đây là đường nước xả đáy. Chúng ta sẽ cắm đường ống nước vào đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắm ống xả tràn. Chúng ta sẽ ấn thẳng. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổ nước vào. Chúng ta đổ nước làm mát đến khi là nước xả tràn đã chảy ra ngoài. Ở bình chứa thì khoảng được 2 lít, thì mình cứ đổ đến khi nào là nước đã có nước xả tràn ở chảy ra ngoài là được. Đây, chúng ta đổ đến khi nào là nước bắt đầu xả ra ngoài đường ống xả tràn đây rồi đó, khi đó chúng ta sẽ dừng lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ dừng lại và bật máy, khởi động máy. Rồi. Trên đây là màn hình hiển thị khi chúng ta khởi động máy đi, thì có hai. Thì trên này là có khu vực cần chọn để điều trị, hãng đã cài đặt sẵn cho chúng ta từng khu vực một. Đó, ví dụ là khuỷu tay, vai, cổ, lưng. Đó, chúng ta đau, bệnh nhân đau ở khu vực nào, cần điều trị ở khu vực nào thì chúng ta sẽ chỉnh đến khu vực đấy để điều trị. Ví dụ là lưng, cổ đấy ạ, chúng ta ấn OK. Đây, trên này đã hiển thị cho chúng ta là cái khu vực mình cần điều trị đấy ạ. Thì trên này là có hai chế độ. Thì chúng ta có thể chọn chế độ siêu dẫn hoặc là chế độ hiện trường, điện từ trường. Thì trước khi bắt đầu vào quá trình điều trị thì chúng ta sẽ chỉnh cường độ này về 5% để tránh hiện tượng bệnh nhân đột ngột có dòng điện, bệnh nhân giật mình. Thời gian điều trị này chúng ta sẽ điều chỉnh theo phác đồ điều trị của chúng ta. Đó. Hoặc là tham khảo phác đồ điều trị của hãng. Rồi, bên này thì chúng ta có thể chỉnh tần số. Ở chế độ ST siêu dẫn này thì là hãng đã cài đặt mặc định cho chúng ta tần số F1, F2, F3, chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Chúng ta chỉ thay đổi được cường độ của nó và thời gian. Sang chế độ MT thì chúng ta có thể thay đổi được tần số. Ví dụ sang tần số F1 đang ở tần số 7Hz thì chúng ta có thể tăng giảm tùy chỉnh. Và chúng ta có thể chỉnh được thời gian phát ra cái xung này ở tần số 10Hz. Đây, chúng ta có thể thay đổi thời gian. Chúng ta muốn kéo dài thời gian phát xung ra thì chúng ta lại tăng lên. Đấy, ví dụ 13 giây
sẽ phát ra xung này ở tần số 10 Hz. Tiếp theo sang tần số F2 cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể chỉnh được tăng giảm tần số đi này, hoặc là tăng giảm thời gian phát. F3 cũng tương tự. Sau khi cài đặt xong các chương trình như này rồi, chúng ta sẽ đặt đầu phát này vào vị trí cần điều trị của bệnh nhân. Ví dụ ở cổ thì chúng ta sẽ chỉnh đúng xoay. Đó, chúng ta sẽ cầm chắc, tay này chúng ta nên cầm chắc. Và xoay đúng này thì chúng ta có thể điều chỉnh được tất cả 3 khớp. Đó. Ví dụ cổ ở đây thì chúng ta sẽ đặt như này, đặt như này cho bệnh nhân. Chúng ta vặn chặt cái núm này lại. Đó, khi điều trị cho bệnh nhân mà ở vùng cổ thì chúng ta nên bảo bệnh nhân tháo vòng bạc bằng kim loại ra để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Đó, sau khi để xong thì khoảng cách chúng ta nên để được tiếp xúc với vùng điều trị khoảng dưới 4 cm sẽ đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Đó, sau khi đặt xong rồi thì chúng ta sẽ bấm start để bắt đầu quá trình điều trị. Đó, máy đã hoạt động. Thì trong quá trình điều trị này chúng ta sẽ tăng giảm cường độ phù hợp với cảm giác của bệnh nhân, tốt nhất là không nên vượt quá cái ngưỡng đau những chịu đựng được của bệnh nhân. Ban đầu chúng ta nên bắt đầu khoảng từ 5-10% và bắt đầu tăng dần lên, không nên vượt quá 60%, cũng phải phụ thuộc vào từng cảm giác của bệnh nhân nữa. Khi muốn kết thúc điều trị luôn thì chúng ta sẽ bấm vào ô vuông này và dừng lại. Đó. Trên đây tôi đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy từ trường siêu dẫn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hướng dẫn các thiết bị lần sau.